Quên, em mải ăn em chạy vội em phải cầm thức ăn. Thế chị ấy để vào trong cái ngăn ngăn đá, ngăn đông của tủ giày ấy. Mọi người toàn để thức ăn vào đấy. Về phải hấp cho nó ấm lại ăn. Mọi người ăn Thôi thì đi gạo thì đéo. thịt với giò trứng. Đây là cái gì ấy nhỉ anh? Trứng lộn ngải cứu. Mười nghìn đến 12.000 quả này. Em không cho nó xem điện thoại, nó dỗi nó bỏ em đi nữa. Cho lúc nào? Gọi lên đây để nó ăn đi anh. Tao có không cho nó xem đâu, tao. Em không cho nó xem điện thoại, nó bảo lúc ấy nó định theo anh đi, xong anh lại rú vào tay nó cái điện thoại. Đâu? Anh cần về, anh cần đấy. Gọi lên đây ăn đi anh ơi. Nó lại xuống nó ăn thịt đấy mà. Nó xuống nó xin đó. Trứng lộn. Rồi mẹ mặc vô cho thơm nữa. Cái áo nữa không? Còn ăn không? Đúng rồi này, đúng. Ăn không? Không, không được. Không có tệ quá ở dưới. Xin chịu. Sao? Nóng bỏng đấy, không mùi. Chơi cái gì? Không ở đây chơi mẹ. Bỏ mẹ. Bye bye mọi người. Ừ, có bye bye, không được bye. Ý. Ừ. Nhưng mà đang ăn. Đang ăn. Ừ. Mẹ. Ba kêu con lấy đọc sách con đợi mẹ đấy. Nè. Nó đọc Conan à. Ừ. Ngồi ngồi sát vào đây đọc cho nó bác. Ngồi gần quá. Ngồi gần bật đứng một thôi. Wow.
Tôi được 210 rồi. Cái này là có vẻ cô nắm tay con không? Đúng không? Không, làm gì á? Thế con lúc đầu con viết đẹp về xong con mỏi quá con viết xấu à? Ừ. Su su viết đẹp phết nhỉ. Thế bạn ở bên cạnh bạn bảo lúc đầu bạn viết đẹp về xong bạn viết xấu à? Thế ừ. Cái bạn đấy bạn nên viết có đều nhau không? Bạn ấy viết đẹp một chữ thì đẹp kia đuổi hơi xấu á. Nó rổ hơi mấy chữ đầu nhỉ. Thế ai viết bút bi đấy? Bút bi xanh đấy. Con viết à? À con viết bằng cun à? Bút màu. Bút màu cun à? Bút chì. À, thế bút chì đâu rồi? Đúng bãi thật thì thấy. À. Bút màu đấy. Hôm nay cô bảo viết hai trang đúng không? Trang à, mẹ biết vì sao mấy cái chữ này con viết đẹp rồi vì nó có chữ hẳn hoi về sao con tự viết là con không nhìn thấy chữ ở đâu để viết đúng không? Ừ. Nhưng mà mấy chữ đầu cũng đẹp cái phút. Con phải gióng thẳng từ trên này xuống này con này. Đây này. Về sau là con bị lẫn dòng đúng không? Chữ tạ mà con viết là đúng đẹp.
con mình phải viết lại. Bún như thế nào đấy, hấp để lên trên. Thịt thì mình cho thêm một chút nước vào, thì nó cũng chỉ được chan ăn thôi. Thứ sáu con vẫn phải đi học, hôm nay mới là thứ năm thôi, mai con được nghỉ á, cô bảo thế á. Nghỉ được 5 ngày liền. 5 ngày, 5 ngày liền. Ừ. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, hai, ba, thứ tư mới đi học. Ừ.
cái thảm làm đất. Để lấy cát cho vào sàn, phải lấy trước. Đau à? Đừng có xé ra nữa. Để ra kia con mẹ bảo con là đọc xong con để ra kia cho một sảnh đâu rồi, để ra chưa? Thế hôm nay không có nước chanh à? Đâu này không có nước chanh được mấy hôm từ nhà. Thôi đừng ho, nó ảnh hưởng đến cái cung vết mổ. Con ạ. Bây giờ sổ khô. Ho đây là mổ. Nửa cái chê khô hả? Hải mấy ngày. Thôi con đừng ho. Cố gắng đi. Nhà đang làm gì? Ăn. Nhà ăn quay đến nhà. Này hứa này mà. Hồi còn nhỏ gây ra Maria Montessori cho phép giáo dục trẻ em Montessori nhập đại gia đình nhà xuất bản giáo dục nhân dân tái bản dựng nhất tháng năm năm 2001 trang 522. Phương thức đánh giá chắc chắn không thể khiến trẻ phát triển lành mạnh, chỉ có thể khiến tâm lý của chúng bị bóp méo. Một người bị tàn tật về mặt tâm lý sẽ tệ hơn rất nhiều so với một người bị tàn tật về mặt sinh lý. Hơn nữa, đó còn là một điều rất đáng sợ. Năm 2008, nước Áo đã xảy ra một sự kiện chấn động toàn thế giới
người bố tên là Joseph Witt đã sống trong không nhà cửa, trong căn hầm không có cửa sổ. Từ năm 1924, ông này đã tổ chức con gái của mình. Cô gái này sinh ra 7 đứa con. Người đàn ông này còn gặp lại mẹ ruột của mình, ra bà trên đồng thường xuyên để bà được chỉ đón mặt khác. Cho đến khi chết đi, tại sao xã hội hiện đại lại còn tồn tại những người rất khủng khiếp như vậy? Một số bài báo đã đăng tin trên thông tin đại chúng hai ca có thể giải thích, đã có thể giải thích được vấn đề. Hồi còn nhỏ, Joseph Witt thường xuyên bị mẹ đánh đập và ngược đãi. Đây là một hai cũng đã từng cho thấy giáo dục gia đình vĩ đại sẽ có nhìn nhẹ phủ lên một hạn nghiệp như thế nào. Ôi giời, lên trong môi trường gia đình đó sẽ trở nên ra để mẹ gái ai cũng muốn đồng hành với gia đình của mọi người đang gãi rồi sẽ nhã và mang tự kiểm điểm và tự quản đúng không, không gãi là đâu được tỉnh tỉnh lắm cái con bẩn hôm nay con đi chơi lung tung về con cùng ấy mà ai mẹ chịu ngoài bệnh viện ruột mất ngủ con đi xuống lên con nói cái nhà con rửa tay đi con rửa tay con nghe đi lên đây rồi có chuyện nhỏ, mỗi chuyện nhỏ đều là chuyện lớn ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ. Mỗi chuyện nhỏ đều là nắm bước đầu tiên nằm trong lòng bàn tay